Chào mọi người. Trên tay em đang cầm bộ ba món gồm những cái món vẽ đề tài Long Ẩn rất là quen thuộc. Nó là một trong những cái món đồ cổ mà đồ sứ ký kiểu của triều nhà Nguyễn đặt bên Trung Hoa. Thì rất hiếm khi những ai mà có một cái cơ hội hoặc là có một cái căn duyên sở hữu đủ ba món như thế này. Bởi vì chúng ta nếu như mà về chúng ta có thể kê lên kê ba món lên đó, kê lên một cái đế hoặc là một cái gì đó để mà kê lên để là chồng lên giống nó hình kim tự tháp, nó rất là đẹp luôn. Một bộ ba này nó rất là đẹp. Về đề tài Long Ẩn, nó là một trong những đồ cổ chuẩn chỉ, và hôm nay em xin quay cận cảnh cho các bác cùng xem. Và đây là cái chén cơm, nó là một trong những cái chén lớn vẽ Long Ẩn đó. Thì đây là cái đầu rồng này, các bạn thấy này, rồng ẩn hiện trong mây này. Đây là cái thân này, đây là cái thân, cái chân của rồng này, cái đuôi rồng này. Cái tình trạng thì nó có một cái vết rạn mờ như thế này, hiệu đề hai chữ Ngoạn Ngọc. Cái đây là cái vết lỗi lò đó. Bên trên thì nó không có vết lỗi lò, nhưng mà bên dưới nó gọi là trong quá trình nung, cái độ già lửa của một cái món đồ thì nó làm cho nó rạn cái nước men như thế này. Món đồ nó rất là mỏng luôn, cầm trên tay nó giống như là chúng ta đang đang để một cái lớp giấy ở trên tay thôi, chứ không phải là một món đồ sứ. Nếu mà một món đồ giả cổ hiện nay trên thị trường chưa một cái lò gốm nào nó làm giả một món đồ Long Ẩn mà đạt được chuẩn chỉ cả men cốt, men chàm và chất liệu, chưa cho đến tính cái thời điểm trước đây cho đến tận bây giờ thì chưa một lò gốm nào làm giả một cách hoàn mỹ như vậy. Dù có vẻ đẹp hơn chăng nữa nhưng mà cái thai cốt làm vẫn dày hơn, nặng hơn so với đồ cổ chuẩn của ngày xưa, có nghĩa là công nghệ nó đã thất truyền rồi. Thì cái này thì nó đường kính nó 12/3. Đấy, cái này đường kính nó 12/3. Đó, đây là một cái chén. Đó, còn đây là một cái tô nó lớn hơn. Đó, vẻ đẹp hơn, cái tô này nó lớn hơn mà vẻ đẹp hơn. Các bác thấy cái thân rồng này. Vẽ thì coi như gọi là chấm hết luôn. Không phải suy nghĩ về 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 họa pháp. Bởi vì nếu về nét vẽ họa pháp rồng mà ẩn hiện trong mây như thế này, về những cái đám mây mà cuồn cuộn đẹp phân ra từng cái như thế này thì phải nói là đẹp mỹ miều luôn. Đó, thì cái này cũng là một trong những cái hiệu đề cũng là ngoại ngọc đó, chôn các gọt chỉnh chu này đó, đồ men lam Huế rất là đẹp luôn. Thì cái này nó có tình trạng nó cũng có hai cái vết tóc ngắn cũng lửng lửng ở trên vành thôi. Cái này thì đường kính nó là 15/5, 15/5. Vẻ đẹp hơn cái bát cơm mới hồi nãy, vẻ đẹp mà có hồn hơn. Đó, còn đây là cái bát lớn, bát lớn thì coi như là vẻ rất là uy dũng luôn, vẻ chấm hết luôn. Đó, men chàm rất là xuất sắc. Và đây là cái hiệu đề, hiệu đề hai chữ Ngoạn Ngọc, chữ nhỏ rất là đẹp. Này cái đầu rồng, thân rồng các bác thấy nè, thân rồng vẽ rất là dữ dằn luôn, to hì hợm. Mà con rồng nó càng dữ, càng to, càng nét thì cái người họa sĩ ngày xưa người ta thả hồn vào và vẽ rất là chỉnh chu. Cái này thì nó cũng có hai cái vết tóc ngắn nhỏ nhỏ để ở trên vành thôi. Đó, cái này thì đường kính nó to hơn, đường kính của nó là 17 phân của đường, cái này đường kính nó 17 phân, rất là to. Thì hơn thế nữa, tất cả những hiện vật cũng giống như những lần mà em trao duyên về những món cổ vật cho quý khách thì đều bảo hành chuẩn cổ, hiện như trong cái giấy cam kết bảo hành như thế này.
và các bác được sở hữu những món đồ chuẩn cổ và được 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 sở hữu và được thương mại và được bảo toàn cái đồng vốn khi mà em đã bảo hiểm cái giá tiền mua cho các bác. Có nghĩa là các bác được sưu tầm, được chơi, được thương mại mà không phải suy nghĩ về lo sau này có hồi lại được không. Thì em xin thưa là có nghĩa là các bác không thích thì cái chán, không sưu tầm gửi lại về với em, cam kết gửi lại trả đủ số tiền trong cái giấy bảo hành. Đó. Và đây là những cái món đồ cổ Long Ẩn, là một món đồ nó dễ chơi, nó đáng sưu tầm, mà nó cái đề tài về về quyền lực, về cái nét đẹp của, về cái sức mạnh của một cái loài rồng, một trong những dòng tứ linh. Đó, thì bác nào mà yêu thì cứ gọi điện trực tiếp kết nối với em để mà em trao duyên gửi về tận nhà tận nơi cho các bác, để các bác an tâm mình sở hữu những cổ vật đẹp chính quy như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại.